Chào bạn, hôm nay mình review cái quyển số 7 là quyển Cha mẹ nhập dạy con tự lập. Thì trong quyển này nó có khoảng hơn 10 cái trường hợp thực tế mà những cái người làm cha mẹ dạy con cái cách tự lập như thế nào, và bạn có thể áp dụng cho những trẻ từ lúc mới sinh cho đến tuổi vị thành niên, và thậm chí là có thể áp dụng được cho bản thân của mình nữa. Thì nhờ áp dụng những cái bí quyết trong cái quyển sách này mà hai đứa nhà Long Soda 4 tuổi và Bi 2 tuổi thì có cái tính tự lập rất là cao, cái gì cũng tự làm hết á. Và những khi mà gặp những cái vấn đề gì đó đơn giản như lấy đồ chơi không được hay dắt cái xe lên bậc thềm không được thì hai đứa nó luôn luôn tự nghĩ ra cách để giải quyết, mình chỉ là người hỗ trợ thôi chứ mình không có làm thay. Đó, thì nên mình muốn chia sẻ với bạn quyển này. Thì trong quyển này mình thấy có một cái câu chuyện về chiếc bình nứt nó rất là hay, mình muốn kể cho bạn nghe. Nó là một cái người nông dân, hàng ngày thì ổng ra bờ sông ổng gánh nước về để tưới tiêu, thì ổng có hai cái bình, một cái bên trái thì nó bị nứt, còn cái bên phải thì nó lành. Cho nên là khi mà ổng gánh nước về nhà thì cái bình bên trái lúc nào nó cũng vơi đi một nửa hết á. Thì sau một thời gian cái bình bên trái nó mới nói với ổng là: "Ông chủ ơi, con cảm thấy rất là có lỗi với ông. Bởi vì con chỉ luôn luôn chỉ mang được về một nửa cái bình nước thôi chứ không có mang được nguyên cái bình." Thì ông chủ ông mới cười, ông nói là: "Con có để ý là trong nhà mình lúc nào cũng có hoa để cắm không? Thì và con có biết là bởi vì ta biết là cái nước luôn luôn chảy ra từ cái bình từ bên phía con, cho nên là ta đã cố ý, ta đã gieo rất là nhiều hạt hoa bên phía trái của lề đường, và mỗi ngày trên đường đi gánh nước về thì nước từ trong bình con chảy ra và nó đã tưới cho những cây hoa đó, cho nên là nhà chúng ta luôn luôn có hoa đẹp để cắm." Và sau khi nghe như vậy xong thì cái bình nó không còn tuổi thân nữa đó. Thì câu chuyện này muốn nói là mỗi người trong chúng ta, con cái của mình hoặc là bản thân mình, là những chiếc bình nứt. Và nhiệm vụ của mình đó là mình không có cần phải chỉ trích hay là trách mắng hay là chì chiết vào những cái vết nứt của con hoặc là thậm chí là vết nứt của bản thân mình, mà nhiệm vụ của mình là hãy gieo trồng những hạt hoa thật là đẹp vào những vị trí nứt đó. Để làm chi? Để cho dù con mình hoặc bản thân mình nó có những cái đặc điểm gì, đặc tính gì, nó tính cách nó như thế nào, năng lực nó như ra làm sao, thì luôn luôn có một cái môi trường nào đó phù hợp với những cái tính cách, với những cái năng lực đó của con. Và nếu mà mình tìm được cái môi trường phù hợp đó thì con mình nó sẽ phát huy tốt nhất những cái khả năng của nó. Bản thân mình cũng vậy, bản thân mình sẽ cần phải tự hỏi là với những cái tính cách, đặc điểm, năng lực của mình thì mình phù hợp với công việc gì, trong cái môi trường như thế nào đó. Thì ngoài ra thì trong quyển này nó cũng còn một cái ý mình thấy rất là hay, đó là ở gần cuối quyển sách thì họ có nói về cái việc là dạy cho trẻ không có kén cá chọn canh. Mà cái này là một cái điều rất là cần phải lưu ý, vì trẻ nhỏ thì thường thường là nó hay kén cá chọn canh. Mình thì có thể nghĩ cái việc đó là việc bình thường, nhưng mà nếu như mà một một trẻ mà nó luôn luôn được đáp ứng những cái yêu cầu của mình thì ví dụ như là trong một buổi ăn chỉ có trứng chiên mà không có trứng luộc, nhưng mà trẻ nó cứ nằng nặc đòi trứng luộc đó, thì tùy theo cái sự lập luận của mình để mình đối xử với trẻ trong cái trường hợp đó, mình giao tiếp với trẻ trong trường hợp đó như thế nào, thì nó sẽ hình thành cái việc là trẻ sau này nó lớn lên nó có kén cá chọn canh hay không, hay là nó trở thành một cái người biết kiềm chế cái nhu cầu của bản thân và ứng xử cho phù hợp với cái hoàn cảnh đó. Bạn có thấy là những cái trẻ tuổi vị thành niên và xin ba mẹ cho chiếc xe máy, ba mẹ không cho thì nó bỏ nhà nó đi đó, đó là hậu quả của cái việc kén cá chọn canh. Hoặc là những cái trẻ mà thiếu nhi đi đến siêu thị cửa hàng và nó nằng nặc nó đòi mua cái món đồ chơi đó, và nếu ba mẹ không đồng ý cho nó thì nó lăn ra nó khóc, nó lăn ra giữa siêu thị nó dãy đành đạch nó khóc đó. Tức là trẻ nó luôn luôn được đáp ứng một cái nhu cầu gì đó thì nó sẽ nảy sinh ra cái tâm lý là nó sẽ đòi cho bằng được. Hoặc là những bạn trẻ yêu nhau chẳng hạn và bị bố mẹ ngăn cấm, rủ nhau đi tự tử hoặc là bỏ nhà đi luôn đó, thì đó là
cái biểu hiện của một cái nội lực chưa đủ mạnh để bởi vì nội lực chưa đủ mạnh cho nên trẻ nó không có biết cách thích nghi với cái hoàn cảnh đó. Thì ví dụ như trong một buổi ăn mà chỉ có trứng chiên mà không có trứng luộc mà soda cứ năng nặc đòi ăn trứng luộc thì có hai phương án giải thích. Phương án thứ nhất là thôi con ráng ăn trứng chiên đi, mai rồi mình có trứng luộc, mai rồi ba làm trứng luộc cho con ăn. Nếu mà mình sử dụng cái lập luận đó để giao tiếp với trẻ thì trẻ nó sẽ hình thành một cái tư duy trong đầu là cái gì mình đòi là sẽ được, hôm nay được thì ngày mai sẽ được đó, và những lần sau nó sẽ tiếp tục nó đòi. Nhưng mà mình có thể sử dụng một cái phương án thứ hai mà Long cũng hay sử dụng với Soda, đó là ở nhà thì cả nhà hay xem thời sự và Soda cũng biết là dạo này ở miền Tây thì đang bị hạn hán và các bạn nhỏ không có nước để nấu ăn sinh hoạt vân vân, thì Long nói với Soda là con thấy không, ở miền Tây đến nước để uống mà các bạn nhỏ còn không có, đừng có nói là đến trứng chiên với trứng luộc. Cho dù là trứng chiên hay trứng luộc thì mình ăn vô nó cũng bổ dưỡng cho cơ thể của mình, nên là hôm nào nhà có trứng chiên thì con ăn trứng chiên, hôm nào nhà có trứng luộc thì con ăn trứng luộc đó. Thì mình cũng không biết là Soda hiểu được bao nhiêu phần trăm trong cái lập luận đó, nhưng mà mình thấy là mình luôn luôn sử dụng những cái lập luận kiểu người lớn như vậy để hướng dẫn cho Soda, và dần dần nó sẽ đi vào tiềm thức, tức là trẻ nó sẽ thích nghi với hoàn cảnh, có cái gì là sử dụng cái đó, không có đòi hỏi đó. Nhưng mà khi mà mình sử dụng cái phương pháp này á, thì mình cũng rất là lưu tâm đến một vấn đề, đó là nếu mà mình áp dụng cái lập luận này một cách cực đoan thì nó sẽ hình thành ở một cái tư duy không tốt cho trẻ, đó là nó luôn luôn bằng lòng với những cái nó đang có, và khi một đứa trẻ như vậy lớn lên nó đi làm nó sẽ không có ý chí phấn đấu để đạt một cái mức lương cao hơn, nó không có muốn đi tìm một cái cơ hội tốt hơn và nó không có phấn đấu để nó giỏi hơn, nó bằng lòng, nó luôn luôn bằng lòng với những cái nó đang có đó. Thì để tránh cái tư duy như vậy á, Long cũng thường xuyên nói với Soda là ví dụ Soda muốn mua một cái món đồ chơi nào đúng không, thì Long nói là ở nhà cũng đang có đồ chơi rồi thì con hãy chơi rồi chơi ở nhà, còn nếu mà con muốn mua món này thì được, con cố gắng con chơi giỏi, ngủ giỏi, ăn giỏi, học giỏi, sau này con đi làm con kiếm được nhiều tiền thì con có thể mua bất kỳ món gì con thích đó. Cái lập luận như vậy nó sẽ giúp cho trẻ hiểu là bây giờ mình có cái gì thì mình chơi cái đó, nhưng mà với những món mình thích thì mình sẽ nỗ lực phấn đấu để mình kiếm cách mình mua được cái món đó, chứ không phải là bằng lòng với những cái mình có và mình rất là thèm một cái xe đẹp nhưng mà mình không bao giờ phấn đấu để mua cái xe đó thì nó không tốt đó. Thì Long muốn chia sẻ với bạn những cái ví dụ như vậy để thấy là cái việc mà dạy cho trẻ tự lập á, tự lập từ việc lớn đến việc nhỏ, tự lập từ trong cái tư duy của mình nó cực kỳ quan trọng, và nếu như mà mình làm được cái điều này thành công thì cái việc nuôi dạy con nó cực kỳ nhàn luôn đó. Và mà mình thấy là nếu mà bạn có thời gian thì bạn có thể tìm đọc cái quyển này, và mình có để cái link để bạn mua hoặc là bạn download cái quyển này rồi. Cảm ơn bạn đã xem video và mình sẽ tiếp tục review những cái quyển tiếp theo. Bạn nhớ xem video trên kênh của mình và nhớ bấm nút đăng ký subscribe để và đúng nhớ có cái nút cái chuông nhỏ thì bạn click vô thì khi nào có video mới nó sẽ thông báo cho bạn biết. Cảm ơn bạn. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.